Này lại nguyên một đống không? Giờ gấp nó từ từ cái đó. Nó cũng rồi. Cho mấy cái cho nó dạng dạng cái người cái chỗ nó ra. Rồi mình lấy tiếp. Mình đừng có làm liên tục, nó khó chịu lắm. Mình đừng có cương với nó. Nhờ mấy bạn.